Sáng sớm trở dậy, xỉa răng, tắm gội, súc miệng sạch sẽ, thần tước xỉ mục, tháo thấu, thanh tịnh. Tước nghĩa là nhai, và theo tục xưa thời Đức Phật, người ta nhai một nhánh của cây dương cho sạch miệng và răng. Xỉ mộc tức là gỗ cây dương, tháo thấu là súc miệng và tắm gội. Dâng các hoa thơm, hương đốt, hương bôi và các âm nhạc, dâng lên hương hoa, đốt nhang, bôi hương và các âm nhạc, cúng dường tượng Phật, sửa soạn các thứ âm nhạc, cúng dường tượng Phật, hoặc giả cúng dường kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Rồi với kinh này, hoặc mình tự viết, hoặc bảo người viết, hoặc tự mình sao kinh, hoặc nhờ người khác sao kinh, nhất tâm thọ trì lắng nghe nghĩa kinh, thọ trì danh hiệu Đức Dược Sư một cách nhất tâm, lắng nghe nghĩa lý của kinh, ư bì pháp sư. Đối với vị pháp sư ấy, tức nói vị pháp sư giảng kinh, viết kinh, thọ trì và đọc tụng kinh bổn nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thời nên cúng dường, phải lo cúng dường, nhớ rằng cúng dường phải cho cung kính, chớ không phải làm một cách qua loa cho xong chuyện. Cỗ chay dâng lên cho vị pháp sư ấy cũng phải làm bằng những món thanh tịnh, sắm đủ các món đủ để nuôi thân, thảy đều cấp cho, đừng để thiếu thốn. Hết thảy những món đồ dùng để nuôi thân phải cung cấp đủ, chớ để bị thiếu thốn. Chẳng hạn vị pháp sư đó cần phải có đồ để ăn, cần quần áo, giường nằm, thuốc thang, tức là bốn thứ nên cúng dường. Các Phật tử phải nên lo cho đủ, không thể để cho pháp sư đó bị thiếu thốn một món nào trong các thứ nói trên. Như vậy, được nhờ chư Phật hộ niệm, như vậy sẽ có chư Phật hộ niệm. Nói rõ là nếu quý vị cúng dường vị pháp sư viết, thọ trì và đọc tụng kinh bổn nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thời mười phương chư Phật sẽ hộ niệm cho quý vị điều cần mãn nguyện và được đến cả đạo quả Bồ Đề. Cầu điều gì sẽ được mãn nguyện cho đến đạt được đạo Bồ Đề. Đối với chúng ta là những người theo học Phật Pháp, mọi thứ khác đều không thể so sánh với Phật Pháp được. Các loại kiến thức, các điều học hỏi cho đến công việc kiếm ăn sinh sống cũng không thể quan trọng bằng Phật Pháp. Hôm nay chẳng phải có người nói rằng một nữ Phật tử đã ăn chay và hoan hỷ đến nghe kinh khi có Pháp Sư Tam Bộ Nhất Bái đến giảng kinh ở nơi này ư? Thực là một việc hiếm có. Như quý vị có thể trân quý thời gian nghe kinh, quý vị xem việc nghe kinh mới là trọng yếu. Thời quý vị mới chính là một đệ tử tốt của Phật, cho nên chúng ta phải có thành tâm và thành ý để nghe kinh. Bấy giờ đồng tử Mạn Thù Thất Lợi bạch Đức Phật rằng: Thế Tôn, con thề khi nào đời tượng pháp truyền, dùng nhiều phương tiện khiến người tịnh tín, thiện nam thiện nữ được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cho đến lúc ngủ cũng đem hiệu Phật giác ngộ vào tai. Nhĩ thời Mạn Thù Thất Lợi đồng tử bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã đường thệ ư tượng pháp truyền thời, dĩ trùng trùng phương tiện, linh chư tịnh tín, thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng, đắp văn Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, nãi trí thủy trung, diệt dĩ Phật danh, giác ngộ kỷ nhĩ. Bấy giờ đồng tử Mạn Thù Thất Lợi bạch Đức Phật rằng: Lúc bấy giờ ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Thế Tôn, con thể khi nào đời tượng pháp truyền? Con xin thề vào thời tượng pháp truyền, dùng nhiều phương tiện, dùng rất nhiều phương tiện, tức là các pháp nào hợp với tình thế, với căn cơ, rồi tùy duyên mà thuyết pháp, con sẽ dùng trí huệ quan sát xem pháp nào là phương tiện để hóa độ hết thảy chúng sanh, khiến người tịnh tín, thiện nam thiện nữ, khiến cho hết thảy các thiện nam thiện nữ thanh tịnh và có tín tâm được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nghe được danh hiệu của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cho đến lúc ngủ cũng đem hiệu Phật giác ngộ vào tai. Thậm chí cả lúc đương ngủ, nếu cơ duyên đã thành tựu trong giấc mộng, con cũng cho nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, khiến cho họ được giác ngộ. Vừa rồi con nói về thời tượng pháp truyền. Thế nào là tượng pháp? Số là Phật Pháp có các thời kỳ sau: thời kỳ chánh pháp, thời kỳ tượng pháp và thời kỳ mạt pháp. Thời kỳ chánh pháp kể từ lúc Phật trú ở thế gian, đó là thời kỳ của thiền định kiên cố, ai nấy đều ngồi thiền tập định. Có thuyết nói thời chánh pháp kéo dài 500 năm, có thuyết nói tới 1.000 năm. Kế tiếp là thời tượng pháp, thời này là thời chấp và hình tướng. Người ta chú trọng nhiều về tướng biểu hiện bên ngoài và coi nhẹ phần bên trong. Chánh pháp nhằm vào công phu nội thánh, còn tượng pháp là công phu ngoại vương. Bởi chấp tướng nên trong thời kỳ tượng pháp, người ta đua nhau xây nhiều chùa miếu, nên gọi thời này là miếu tự kiên cố, chỉ có thiểu số tu, còn phần đông thì chẳng tu hành. Thời chánh pháp thì ngược lại, đa số tu hành, thiểu số không tu. Thời gian của tượng pháp
có thể là 1.000 năm, mặc dầu có Tuyết nói 500 năm. Sau cùng là thời đại mạt pháp, thời của chúng ta hiện nay, chúng ta đã cách Phật xa rồi. Vào thời này thiền định chẳng kiên cố mà chùa miếu cũng chẳng kiên cố, chỉ có tranh chấp kiên cố mà thôi. Vào cái thời này ư, người thì đấu tranh với người, nhà nọ thì tranh chấp với nhà kia, nước này đánh nhau với nước kia, rồi chiến tranh giữa các tinh cầu, nguyệt cầu. Vậy mới gọi là đấu tranh kiên cố. Người ta không còn biết làm gì khác ngoài việc đấu tranh với nhau, mà không đấu tranh thì thanh toán nhau. Quả là một thời đại khủng khiếp. Tại sao chúng ta lại sanh vào thời đại này? Có thể nói rằng chúng ta không tạo nên điều gì tốt nên mới sanh trong thời mạt pháp. Khi Phật pháp tới bước đường cùng, sắp phải tiêu ma, người ta bảo thời mạt pháp là 1.000 năm, nhưng nay chúng ta hãy coi như thời đại này là 10.000 năm. Từ thời Phật tại thế đến nay là 3.000 năm, các thời chánh pháp và tượng pháp qua đi, cứ mỗi thời kỳ là 1.000 năm. Vậy bây giờ chúng ta đã qua 1.000 năm của thời mạt pháp, chúng ta không có may mắn được đích thân trông thấy cảnh tượng của thời chánh pháp khi lúc Phật trụ thế, trụ tại thế gian. Tuy nhiên, dầu ở trong mạt pháp, chúng ta vẫn phải đề xướng chánh pháp, phải phát nguyện. Làm sao khiến cho mạt pháp chuyển thành chánh pháp? Ai ai cũng phát nguyện, thế tất không có mạt pháp. Hiện nay Phật giáo đã chuyển sang phương Tây, vậy chúng ta phải tích cực đề xướng chánh pháp, hoằng dương chánh pháp. Mỗi hành vi cử chỉ của chúng ta đều phải hướng tới mục tiêu chánh pháp. Đó là tôn chỉ của tôi lâu nay. Quý vị nghe xong thời phải phát tâm bồ đề rộng lớn và tích cực hộ trì chánh pháp nhãn tạng. Bạch Đức Thế Tôn, nếu ai thọ trì đọc tụng kinh này hoặc là diễn thuyết khai thị cho người, hoặc tự mình viết, hoặc khiến người viết, hoặc là tôn trọng, cung kính kinh văn, đem nhiều các thức, hương hoa, hương bôi, hương bột, hương đốt, tráng hoa anh lạc, phướn lọng âm nhạc, để mà cúng dường, lấy sợi ngũ sắc, làm túi đựng kinh, quét rửa chỗ sạch, thiết lập tòa cao, làm chỗ để kinh, bấy giờ sẽ có bốn đại thiên vương, cùng với quyến thuộc, với cả vô số trăm ngàn thiên chúng, đều đến chỗ ấy gìn giữ cúng dường. Bạch Đức Thế Tôn, nếu ở nơi nào kinh báu lưu hành, có người thọ trì và nhờ công đức bổn nguyện của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai được nghe danh hiệu, nên biết chỗ ấy không còn có người bị hoạn tử, chẳng còn ai bị bọn quỷ thần ác đoạt mất tinh khí, ai bị đoạt rồi lại được thân tâm an vui như cũ. Thế Tôn, nhược hữu thử kinh thọ trì đọc tụng, hoặc phục vị tha diễn thuyết khai thị, nhược tự thư, nhược giáo, nhân thư, cung kính tôn trọng, dĩ trùng trùng, hoa hương, đồ hương, mạt hương, thiêu hương, hoa mạn anh lạc, phan cái kỹ nhạc, nhi vị cúng dường, dĩ ngũ sắc thải, tác nang thịnh chi, tảo sái tịnh xứ, phù thiết cao tòa, như dụng an xứ, nhĩ thời tứ đại thiên vương, giữ kỷ quyến thuộc, cập dư vô lượng, bách thiên thiên chúng, giai nghệ kỳ sở, cúng dường thủ hộ. Thế Tôn, nhược thử kinh bảo lưu hành chi xứ, hữu năng thọ trì, dĩ bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bổn nguyện công đức, cập văn danh hiệu đương tri thị xứ, vô phục hoạn tử, diệt phục bất vị chư ác quỷ thần, đoạt kỳ tinh khí, thiết dĩ đoạt giả hoàn đắc như cố, thân tâm an lạc. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại bạch Phật, nếu ai thọ trì đọc tụng kinh này, nếu có ai trong tương lai vào thời tượng pháp hoặc thời mạt pháp mà thọ trì đọc tụng kinh này, đức trì kinh công đức bổn nguyện Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, như có thể ngày ngày niệm kinh, lấy bổn kinh ra đọc, hoặc thuộc lòng kinh mà tụng niệm, hoặc là diễn thuyết khai thị cho người, hoặc diễn thuyết cho người nghe những ý nghĩa sâu xa của kinh văn, giải thích rõ ràng từng điểm một, hoặc là khai thị bằng những thí dụ khiến người nghe được sáng tỏ nghĩa kinh và điểm trọng yếu của kinh, hoặc tự mình viết, hoặc khiến người viết, hoặc tự mình viết hoặc bảo người khác viết bộ kinh này, hoặc là tôn trọng cung kính kinh này, như lễ lạy bộ kinh, trân quý bộ kinh, hoặc cúng dường bộ kinh bằng những thức sau: đem nhiều các thức hương hoa, lấy các loại hoa và hương như đổ hương, mạt hương, thiêu hương, hương bôi, hương bột, hương đốt, tràng hoa anh lạc, phướn lọng âm nhạc để mà cúng dường, tràng kết hoa anh lạc, tràng phan lọng tre, các thứ âm nhạc như các loại nhạc tán Phật, các thứ này để làm đồ cúng dường kinh, lấy sợi ngũ sắc làm túi đựng kinh, lấy chỉ năm màu làm túi đựng kinh, quét rửa chỗ sạch, quét dọn sạch sẽ một chỗ, thiết lập tòa cao làm chỗ để kinh, dựng lên một vị trí cao để an trí bộ kinh, vậy là tỏ hết lòng cung kính.
Bây giờ sẽ có bốn đại thiên vương cùng với quyến thuộc với cả vô số trăm ngàn thiên chúng. Lúc bấy giờ sẽ có bốn vị đại thiên vương cùng với quyến thuộc và vô lượng vô biên hàng trăm ngàn thiên chúng đều đến chỗ ấy gìn giữ cúng dường, đều đến chỗ ấy để lễ lại bộ kinh và giữ gìn bộ kinh. Bạch Đức Thế Tôn, nếu ở nơi nào kinh báu lưu hành, nếu ở nơi nào có kinh quý báu này lưu hành, có người thọ trì, ở đó có người thọ trì. Thời nhờ do công đức bổn nguyện của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cập văn danh hiệu, và do nghe được danh hiệu nên biết chỗ ấy không còn có người bị hoại tử. Thời phải biết rằng nơi đó nghĩa là nơi có kinh điển, không có cảnh chết một cách dữ dằn của hoại tử, chẳng còn ai bị bọn quỷ thần ác đoạt mất tinh khí, cũng không bị bọn quỷ thần ác đoạt mất tinh khí làm cho nạn nhân mất hết khí lực. Ai bị đoạt rồi lại được thân tâm an vui như cũ, hoặc giả nếu lỡ bị đoạt rồi thời khí lực được khôi phục và thân tâm được trở lại an vui. Tóm lại, hết sạch mọi phiền não, tai nạn thảy đều tiêu tan, không còn chết chóc bởi tai họa, mọi điều hung hiểm không phát sinh nữa. Như vậy, bất cứ ai trong chúng ta, mỗi khi gặp việc gì quỷ quái, thời nên thỉnh một bộ kinh công đức bổn nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đem về nhà để cúng dường. Đó chính là một pháp bảo có thể trấn giữ tà ma, mang lại niềm an tịnh cho gia đình. Đức Phật bảo ngài Mạn Thù Thất Lợi: đúng thế, đúng thế, đúng như ông nói. Ông Mạn Thù ơi, nếu có thiện nam, thiện nữ, tịnh tín mà muốn cúng dường Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, trước hết phải tạo hình tượng của ngài, lập tòa thanh tịnh mà rước tượng lên, rắc các thứ hoa, đốt các thứ hương, dùng nhiều tràng phan, trang nghiêm chỗ ấy, 7 ngày 7 đêm, giữ 8 trai giới, ăn uống thanh tịnh, tắm gội sạch sẽ, bận áo thanh tịnh, tâm phải thanh tịnh, không chút vẩn đục, không tâm giận dữ, hại bất cứ ai, đối với hết thảy các loài hữu tình, khởi tâm lợi ích, an vui, từ bi, hỷ xả, bình đẳng, cử nhạc ca thán, nhiễu quanh tượng Phật, về bên tay mặt. Lại phải ghi nhớ công đức bổn nguyện của Đức Phật kia, đọc tụng kinh này, suy nghĩ nghĩa kinh, diễn thuyết khai thị, rồi những điều cầu đều được toại nguyện. Cầu sống lâu được sống lâu, cầu giàu có được giàu có, cầu chức quan được chức quan, cầu trai gái được trai gái. Phật cáo Mạn Thù Thất Lợi: như thị, như thị, như nhữ sở thuyết, Mạn Thù Thất Lợi, nhược hữu tịnh tín, thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng, dục cúng dường Bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai giả, ưng tiền tạo lập Bỉ Phật hình tượng, phu thanh tịnh tòa, nhi an xứ chi, 8 chủng chủng hoa, thiêu chủng chủng hương, dĩ chủng chủng tràng phan, trang nghiêm kỷ sứ, thất nhật thất dạ, thọ bát phần trai giới, thực thanh tịnh thực, tạo dục hương khiết, trước thanh tịnh y, ưng sanh vô cấu, trọc tâm, vô nộ hại tâm, ư nhất thiết hữu tình, khỏi lợi ích an lạc, tứ bi hỷ xả, bình đẳng chi tâm, cổ nhạc ca thán, hữu nhiễu Phật tượng, phục ưng niệm Bỉ Như Lai bổn nguyện công đức, độc tụng thử kinh, tư duy kỷ nghĩa, diễn thuyết khai thị, tùy sở nhạo cầu, nhất thiết giai tại. Cầu trường thọ đắc trường thọ, cầu phú nhiêu đắc phú nhiêu, cầu quan vị đắc quan vị, cầu nam nữ đắc nam nữ. Đức Phật bảo ngài Mạn Thù Thất Lợi: đúng thế, đúng thế, đúng như ông nói, ông Mạn Thù ơi. Phật bảo ngài Văn Thù: ông Mạn Thù ơi, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Nếu có thiện nam, thiện nữ, tịnh tín mà muốn cúng dường Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, trước hết phải tạo hình tượng của ngài. Nếu có thiện nam, thiện nữ, tịnh tín muốn cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, trước hết phải tạo hình tượng của ngài. Thời điều trước tiên là phải tạo hình tượng của ngài, lập tòa thanh tịnh, thiết lập một tòa thanh tịnh mà rước tượng lên, rước tượng lên an vị, rắc các thứ hoa, đốt các thứ hương, rắc các loại hoa, đốt các thứ nhang, đốt các thứ hương, dùng nhiều tràng phan, trang nghiêm chỗ ấy, rồi lấy nhiều tràng phan, trang hoàng nơi đạo tràng đó. Có một điều phải hiểu rằng, chúng ta dâng hương hoa lên chư Phật và Bồ Tát, chẳng phải vì Phật và Bồ Tát còn có tâm tham, ham ăn ham uống, muốn mọi người cúng dường trà nước hay các món chay để thưởng thức, nghĩ như vậy là không đúng. Chúng ta cúng dường hương hoa là để biểu lộ tâm thành và thiện ý của chúng ta, chứ không phải vì Phật muốn như vậy. Chúng ta dâng hương và hoa ư, chẳng phải vì vậy mà Phật thêm hoan hỷ, không dâng hương hoa ư, chẳng phải vì vậy mà Phật buồn. Chư Phật không cầu gì nơi chúng ta, nhưng chúng ta thì chỉ có một cách là dâng hương quý, hoa quý để chứng tỏ lòng thành kính đối với chư Phật mà thôi.
Lễ cúng Phật chẳng phải giống như cách thức của một số người ngu dốt cứ cầm cả bó nhang lớn đến trước Phật mà dâng hương. Đức Phật ở chỗ ấy, Ngài phóng quang để bảo hộ chúng sanh. Bây giờ quý vị lại đốt nhiều nhang như vậy, khói bốc lên mù mịt mờ cả mắt Phật, mờ cả hào quang, khiến cho việc cứu độ chúng sanh không thành. Đó là tôi đã lấy sự hiểu biết của phàm phu để đo lường cảnh giới của Phật. Song điều tôi muốn nói ở đây là không nên dâng hương theo kiểu đó. Bởi làm như vậy có khác gì bày thức ăn đầy cả một bàn dài trên 10 trượng rồi bắt người ta ăn cho hết. Muốn cúng Phật, ta chỉ cần 3 cây hương hoặc giả thêm 1 cây nữa cho vị hộ pháp ở phía trước, cộng lại là 4 cây. Bình thường 1 cây hương là đủ rồi. Nếu trong lòng của quý vị chân thành thì dù không có cây hương nào, các Bồ Tát vẫn hộ trì quý vị. Chỉ cần quý vị tâm niệm về Đức Phật, về Pháp, về Tăng cũng như niệm kinh thì chư Phật sẽ hoan hỷ. Chẳng cứ có nhang Phật mới hoan hỷ. Đối với chúng ta, ai xúc phạm thì buồn, ai tán thưởng thì vui, Phật không hẹp hòi như vậy. Chúng ta không nên đem lòng dạ của kẻ phàm phu để đo tâm lượng của Bậc Thánh, mà suy ra rằng Phật cũng tham như ta, thấy tiền của càng nhiều càng tốt, nhang đốt càng nhiều càng quý, nghĩ vậy là sai lầm. Đừng bắt chước mấy người mê tín kia đến chùa lễ bái một cách mê tín, dâng hương theo lối mê tín. Quý vị có hỏi họ sao đốt lắm nhang vậy, tất họ sẽ trả lời đốt càng nhiều càng quý. Hỏi họ quý như thế nào họ cũng chẳng biết, thử hỏi vậy chẳng phải hồ đồ sao? Cho nên là tín đồ Phật giáo, chúng ta phải làm theo chân lý, theo trí huệ, chớ không thể xử sự theo lối mê tín. 7 ngày 7 đêm giữ 8 trai giới, ăn uống thanh tịnh, nghĩa là trong 7 ngày 7 đêm thọ trì bát quan trai giới, không ăn đồ mặn, có nghĩa là ăn uống thanh tịnh, tắm gội sạch sẽ, bận áo thanh tịnh, tắm gội cho thân thể sạch mùi mồ hôi và cáu ghét, dùng nước thơm để tắm, sau đó mặc quần áo đã giặt sạch. Chẳng nhất thiết là loại quần áo đẹp đẽ hay đắt tiền, cốt sao cho sạch, tức là cung kính Phật rồi. Tâm phải thanh tịnh, không chút vận đục, không tâm giận dữ, hại bất cứ ai. Tâm phải thanh tịnh, không vận đục, không giận dữ. Bao nhiêu tư tưởng bẩn thỉu rác rưởi trong đầu phải gột rửa để tâm được thanh tịnh, không chút giận dữ, tổn hại người khác. Đối với hết thảy các loài hữu tình, khởi tâm lợi ích, an vui từ bi, hỷ xả, bình đẳng. Đối với hết thảy các loài hữu tình, khởi tâm mong sự lợi ích an vui cho tất cả, cùng với tâm từ bi hỷ xả và bình đẳng, cử nhạc, ca tán, nhiễu quanh tượng Phật, về bên tay mặt, cử nhạc rồi hát bài tán, đi nhiễu quanh tượng Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, về bên tay phải, lại phải ghi nhớ công đức bổn nguyện của Đức Phật kia, đọc tụng kinh này, suy nghĩ nghĩa kinh, suy ngẫm nghĩa lý của kinh bổn nguyện công đức của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, diễn thuyết khai thị, rồi những điều cầu đều được toại nguyện. Cầu sống lâu được sống lâu, cầu giàu có được giàu có, cầu chức quan được chức quan, cầu trai gái được trai gái. Như vậy chúng ta đủ thấy rằng công đức kinh của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang to lớn biết chừng nào. Chỉ cần thành tâm là các điều mong cầu của quý vị sẽ linh ứng. Lại hễ có người bỗng thấy mộng ác, những hình tướng ác, hoặc chim quái ác ở đâu đến đậu, hoặc có lắm sự quái ác hiện ra tại ngay chỗ ở, người ấy nếu đem các thứ quý giá cung kính cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thời những mộng ác, những hình tướng ác, những điều chẳng lành đều biến mất hết, chẳng làm hại được. Hoặc có sợ hãi, tai nạn thủy hỏa, đao binh độc chất, treo leo hiểm nghèo, voi dữ sư tử, hùm sói gấu bi, rắn độc bọ cạp, rết độc sâu bọ, ruồi muỗi các loại. Nếu dốc một lòng niệm Đức Phật kia, cung kính cúng dường, thời các sợ hãi đều được giải hết. Nếu có nước khác xâm lấn quấy rối, giặc cướp phản loạn, thời người cung kính niệm Đức Phật kia cũng đều giải thoát. Nhược phục hữu nhân, hốt đắc ác mộng, kiến chư ác tướng, hoặc quái điều lai tập, hoặc ư chú sứ, bách quái xuất hiện, thử nhân nhược dĩ, chúng diệu tư cụ, cung kính cúng dường, bỉ Thế Tôn, Dược Sư Lưu Ly, Quang Như Lai giả. Ác mộng, ác tướng, chư bất cát tường, giai tất ẩn một, bất năng vi loạn, bất năng vi hoạn, hoặc hữu thủy hòa, đao độc, huyền hiểm, ác tượng sư tử, hổ lang hùng bi, độc xà ác yết, ngô công du diên, văn manh đỏng bố, nhược năng trí tâm, ước niệm bỉ Phật, cung kính cúng dường, nhất thiết bố ý, giai đắc giải thoát, nhược tha quốc xâm nhiễu, đạo tặc phản loạn, ước niệm cung kính bỉ Như Lai giả, diệt giai giải thoát. Lại hễ có người bỗng thấy mộng ác, nghĩa là giả dụ có người bỗng nhiên gặp ác mộng, trong giấc mộng thấy chuyện chẳng lành, chẳng hạn thấy mình chết, thấy người khác chết, mình bị đụng xe, thấy người nhảy xuống biển, đại khái những điều chẳng lành, vân vân. Những hình tướng ác,
như thấy một con quỷ la sát dữ tợn, một con yêu miệng rộng giờ nành, hoặc ông thiên lôi đường cầm búa lăm le bổ xuống. Nói chung là các cảnh đất động núi lở sóng thần, những sự việc kinh khủng mà người ta gặp trong cơn ác mộng, hoặc chim quái ác ở đâu đến đậu, hoặc giả các loại chim kỳ quái đến tụ tập trên nóc nhà như loại cú đầu mèo, cú vọ quạ, hoặc có lắm sự quái ác hiện ra tại ngay chỗ ở hoặc nơi cư ngụ, có cả trăm loài yêu quái xuất hiện. Ban ngày thấy quỷ, ban đêm thấy ma, như thấy cây chổi quét nhà, tự nó đi đi lại lại, cái bầu nước bay lơ lửng trên không, nói chung là trăm ngàn sự việc kỳ quái xuất hiện. Thử nhân nghĩa là người ấy hay gia đình ấy, nếu đem các thứ quý giá, nếu dùng các đồ quý giá thuộc loại đắt tiền, cung kính cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thời những mộng ác, những hình tướng ác, những điều chẳng lành đều biến mất hết, đem những thứ đó để cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai một cách cung kính. Thời những mộng ác, tướng ác, tỷ dụ như trong mộng, thấy rắn, thấy hổ, sói beo, sâu bọ, tất cả những thứ chẳng lành đó bỗng dưng tiêu tan hết. Cho nên bất kể người nào trong chúng ta, nếu trong nhà xảy ra những sự tình chẳng lành, chúng ta nên gấp gáp cúng dường Đức Phật Dược Sư một cách cung kính, thì ắt sẽ có điều cát tường đến, mọi rắc rối sẽ biến mất, chẳng làm hại được, không còn lo ngại vấn đề gì nữa, hoặc có sợ hãi, tai nạn thủy hỏa, đau binh độc chất, treo leo hiểm nghèo, hoặc bị nước nhấn chìm, bị lửa đốt, bị dao chém gặp chất độc, hoặc ở chỗ treo leo hiểm nghèo, voi dữ sư tử, hùm sói gấu bi, rắn độc bọ cạp, rết độc sâu bọ, ruồi muỗi các loại voi dữ, sư tử, hổ báo, gấu đen bi. Bi cũng là một loại ác thú, rắn độc bọ cạp, rết sâu du diên, tức là loại sâu chuyên hút tủy não trong đầu, ruồi muỗi hay các loại sâu bọ có hại. Nói chung các thứ gây nên sợ hãi. Nếu dốc một lòng niệm Đức Phật kia, cung kính cúng dường, thời các sợ hãi đều được giải hết. Nếu như dốc lòng nhớ tới Đức Phật Dược Sư rồi cúng dường một cách cung kính, thì tất cả mọi thứ sợ hãi đều được giải trừ. Nếu có nước khác xâm lấn quấy rối, giặc cướp phản loạn, thời người cung kính niệm Đức Phật kia cũng đều giải thoát. Nếu có một nước khác đến xâm lược, hay là trong nước đạo tặc hay phản loạn nổi lên, song trong lòng luôn nhớ tới Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì các nạn này cũng được giải trừ. Tóm lại, hết thảy các tai nạn đều nhất loạt tiêu tan, xấu đổi thành tốt, điều chẳng lành biến thành điều may mắn. Còn nữa, này ông Văn Thủ Sư Lợi, nếu có những người thiện nam thiện nữ, lòng tin thanh tịnh, cho đến hết đời chẳng thờ thần khác, chỉ dốc một lòng quy Phật Pháp Tăng, chịu giữ cấm giới hoặc 5 giới, 10 giới, 400 giới Bồ Tát, 250 giới Bật Xô, 500 giới Bật Xô Ni, nếu trong chỗ giới có ai vi phạm sợ đọa đường ác, mà hay chuyên niệm danh hiệu Phật kia, cung kính cúng dường, thì quyết chẳng sanh vào ba đường ác. Hoặc có nữ phụ, tới khi sanh nở, chịu rất đau đớn, nếu hay dốc lòng niệm danh hiệu Phật, lễ bái tán thán, cung kính cúng dường, thì mọi đau khổ đều tự dệt hết. Đứa con sanh ra, thân phận đầy đủ, hình dáng đoan tránh, ai thấy cũng mừng, thông minh sáng láng, an ổn ít bệnh, không bị phi nhân đạp mất tinh khí. Phục thứ mạng thủ thất lợi, nhược hữu tị tín, thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng, nãi trí tận hình, bất sự dư thiên, duy đường nhất tâm, quy Phật Pháp Tăng. Thọ trì cấm giới, nhược ngũ giới, thập giới, Bồ Tát, tứ bách giới, bí xô nhị bách ngũ thập giới, bí xô ni ngũ bách giới, ư sở thọ trung, hoặc hữu hủy phạm, bố đọa ác thú, nhược năng chuyên niệm, bỉ Phật danh hiệu, cung kính cúng dường giả, tất định bất thọ, tam ác thú sanh. Hoặc hữu nữ nhân, lâm đương sản thời, thọ ư cực khổ, nhược năng trí tâm, xương danh lễ tán, cung kính cúng dường, bỉ Như Lai già, chúng khổ giai trừ, sở sanh chi tử. Thân phận cụ túc, hình sắc đoan chính, kiến giả hoan hỷ, lợi căn thông minh, an ổn tiểu bệnh, vô hữu phi nhân, đoạt kỳ tinh khí. Còn nữa, này ông Văn Thủ Sư Lợi, Đức Phật Thích Ca lại nhắc, còn nữa, này ông Văn Thủ Sư Lợi, nếu có những người thiện nam thiện nữ, lòng tin thanh tịnh, nếu có những thiện nam và thiện nữ có lòng tin thanh tịnh, cho đến hết đời, tận hình là hết một đời, chẳng thờ thần khác, bất sự dư thiên, tức là không lễ bái trời đất quỷ thần, không theo các đạo khác, vân vân, chỉ dốc một lòng quy Phật Pháp Tăng, dốc một lòng nương tựa Phật Pháp Tăng, thọ trì cấm giới, cấm nghĩa là không được làm giới cấm, thì phải giữ một cách nghiêm cẩn, hoặc năm giới, như năm giới cấm là giết hại chúng sanh, trộm cắp, dâm tà, nói dối, uống rượu,
10 giới còn gọi là giới sa di, 400 giới bồ tát, 250 giới bí xô, 500 giới bí xô ni. 400 giới của các vị bồ tát, 250 giới của các tỳ kheo, còn đối với các tỳ kheo ni thì có 500 giới. Nếu trong chỗ giới, nghĩa là trong phạm vi các giới cấm, có ai vi phạm, hễ có sự vi phạm, cố ý hay không cố ý, sợ đọa đường ác, lòng rất sợ hãi sẽ bị đọa vào ba đường ác mà hay chuyên niệm danh hiệu Phật kia. Nếu như thành phần và thiết tha niệm danh hiệu của Đức Phật kia, nghĩa là niệm Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, cung kính cúng dường thì quyết chẳng sanh vào ba đường ác. Thành tâm khẩn thiết, cung kính và cúng dường thì người đó nhất định không bị sa vào các đường ác như đọa địa ngục hoặc làm quỷ đói hay làm kiếp súc sanh. Hoặc có nữ phụ tới khi sanh nở chịu rất đau đớn. Giả dụ trường hợp phụ nữ lúc sắp sanh con đau đớn không chịu nổi. Nếu hay dốc lòng niệm danh hiệu Phật, lễ bái tán thán, cung kính cúng dường. Nếu có người dốc lòng xưng tán danh hiệu, hoặc giả cung kính cúng dường Đức Phật kia, tức Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì mọi đau khổ đều tự dẹt hết, thì các sự đau đớn sẽ được giải trừ. Đứa con sanh ra thân phận đầy đủ. Đứa con sanh ra dù trai hay gái đều đủ cả 6 căn, không phải như trường hợp thiếu một cái tai hay thiếu một con mắt, mũi, miệng, vân vân. Tóm lại thân thể hoàn toàn đầy đủ, hoàn chỉnh. Hình dáng đoan chính, ai thấy cũng mừng, thông minh, sáng láng, an ổn, ít bệnh, không bị phi nhân, đoạt mất tinh khí. Đây nói về tướng mạo của đứa trẻ thì tốt đẹp, hoàn hảo. Ai trông thấy cũng ưa, các căn thì sáng láng, thông minh, lạ thường, sức khỏe tốt, ít đau ốm, lại không gặp cảnh huống bị bọn yêu quái đoạt mất tinh khí. Tại sao được như vậy? Bởi Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có oai thần lớn, nên hết thảy các loài yêu ma quỷ quái, các loài ngưu quỷ xà thần đều phải xa lánh. Ngày hôm nay tôi có điều này báo cho quý vị hay là những người ở Los Angeles. Đây có duyên với một trong các vị Đại Bồ Tát. Khí hậu vùng Los Angeles cũng na ná giống vùng Cửu Hoa Sơn bên Trung Hoa. Nhân duyên cũng tương tự, cho nên mọi người trong vùng này đều có duyên với Bồ Tát Địa Tạng. Cũng vì mối quan hệ đó mà Kim Luân Thánh Tự đã tôn Ngài Địa Tạng làm chủ và thờ Ngài Quán Âm làm hộ pháp, hộ trì cho đạo tràng. Trong tương lai, chúng ta sẽ thỉnh một tôn tượng của Ngài Địa Tạng về chùa Kim Luân này. Có một điểm quý vị nên lưu ý, ai muốn đảnh lễ Ngài Địa Tạng thì hãy tới Kim Luân Thánh Tự. Muốn đảnh lễ Đức Quán Âm hãy đến Vạn Phật Thánh Thành. Còn ở đó, vì ở đó Bồ Tát Quán Thế Âm làm chủ, còn Ngài Địa Tạng làm hộ pháp, hộ trì cho đạo tràng kể trên. Nguyên nhân là tiết trời tại khu San Francisco cùng với Phổ Đà Sơn có điểm giống nhau, khí hậu không khác bao nhiêu. Thành thử đạo tràng của Bồ Tát Quán Âm đã đặt ở nơi đó. Vancouver là đạo tràng của Ngài Văn Thù, vì Ngài Văn Thù thường thường thị hiện tại đây. Ở Vancouver có một quả núi thường phát ra ánh sáng, đó là do Ngài Văn Thù phóng quang. Đạo tràng tại Seattle thì tôn Ngài Phổ Hiền làm chủ, vì Ngài Văn Thù làm hộ pháp. Ai muốn chiêm bái Bồ Tát Phổ Hiền thì hãy đến Seattle. Cũng giống như quý vị triều bái Nga Sơn, Nga Mi Sơn vậy. Quý vị đều cư ngụ cách xa Trung Quốc, muốn triều bái Bồ Tát Quán Thế Âm thì khỏi cần đi xa. Chúng ta hãy đến Vạn Phật Thánh Thành. Muốn triều bái Cửu Hoa Sơn thì đến Kim Luân Thánh Tự. Muốn đi Ngũ Đài Sơn chiêm bái Ngài Văn Thù Sư Lợi thì lại đến Vancouver. Để đáp ứng nhu cầu đó mà tôi đã thỉnh cả bốn vị Đại Bồ Tát mời các ngài đến bốn đạo tràng của địa phương này, đặng giúp cho quý vị tiện đường chiêm bái mà không cần phải mất công đi xa. Tôi nói bốn vị Bồ Tát trú tại các đạo tràng nói trên không có nghĩa rằng quý vị đến đấy ắt sẽ trông thấy các ngài. Đó chỉ là điều cảm ứng riêng của tôi. Tôi nói ra để quý vị biết, còn tin hay không tin là tùy tâm quý vị. Tới chỗ này có một đoạn chữ in màu nâu do một vị đệ tử bổ giảng vì băng thâu bị sót mất. Bấy giờ Thế Tôn bảo A Nan rằng, như ta khen ngợi công đức của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đó là những chỗ rất sâu của các hành vi chư Phật, có hiểu đến cùng, ông có tin không? Nhĩ thời Thế Tôn cáo A Nan ngôn, như ngã xương dương bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai sở hữu công đức, thử thị chư Phật, thậm thâm hành xứ, nan khả giải liễu, như vị tín phủ. Chúng ta tu học Phật cần phải có lòng tin chân thật, lời nguyện thiết tha thì mới có được lợi ích. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm có nói, lòng tin là gốc của đạo, là mẹ của công đức, nuôi dưỡng và phát triển hết thảy các thiện căn. Nếu lòng tin của chúng ta không đủ thì công đức không thể thành tựu được. Bấy giờ Thế Tôn bảo A Nan rằng, lúc bấy giờ Phật bảo tôn giả A Nan rằng,
Như ta khen ngợi công đức của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đó là những chỗ rất sâu của các hành vi chư Phật. Như ở trên ta vừa tán dương mọi công đức của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đó đều là những cảnh giới trong đó hiển xuất những hành vi thâm diệu của chư Phật, khó hiểu đến cùng, khó có thể hiểu tường tận, chỉ có Phật với Phật mới hiểu được mà thôi, còn như phàm phu thì không hiểu được, cũng không tưởng tượng được. Ông có tin không? Ông An Nan, ông có tin không? Ông có thực thà tin những lời tôi nói mà không có chút hoài nghi nào không? An Nan bạch rằng: Đại Đức Thế Tôn, con đối với kinh của Phật đã nói chẳng sanh nghi hoặc, là vì lẽ sao? Vì rằng ba nghiệp thân ngữ ý của hết thảy chư Phật đều thanh tịnh cả. Đại Đức Thế Tôn, vầng nhật nguyệt kia làm rơi xuống được, núi Diệu Cao Vương làm nghiêng đổ được, lời chư Phật nói không có khác được. A Nan bạch ngôn: Đại Đức Thế Tôn, ngã ư Như Lai sở thuyết khế kinh, bất sinh nghi hoặc, sở dĩ giả hà, nhất thiết Như Lai thân ngữ ý nghiệp vô bất thanh tịnh. Thế Tôn thử nhật nguyệt luân, khả linh đoạn lạc, Diệu Cao Sơn Vương khả sử khuynh động, chư Phật sở ngôn vô hữu dị dã. A Nan bạch rằng: Tôn giả A Nan đáp lại rằng: Đại Đức Thế Tôn, ông A Nan dùng chữ đại đức để thưa lên Phật, còn đối với kinh của Phật đã nói ngã ư Như Lai sở thuyết khế kinh, đối với khế kinh mà Phật đã giảng thuyết, chữ khế là khế hợp, là ăn khớp. Trên thì khế hợp với đạo lý của chư Phật, dưới thì khế hợp với căn cơ của chúng sanh, chẳng sanh nghi hoặc, là vì lẽ sao? Còn không có điều gì nghi hoặc, lý do gì? Vì rằng ba nghiệp thân ngữ ý của hết thảy chư Phật đều thanh tịnh cả. Bởi lẽ đối với hết thảy các chư Phật thì thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý